Hôm nay mẹ sẽ làm món món gì ta? Món này. Món này hả? Rồi mẹ làm cho hai chị em ăn món này nhá. Ngon lắm. Để mẹ bỏ vô đây đã nào. Đây là quả trứng này. Đố em gấu đây là cái gì? Tai. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt là một. Cái này. Súp lơ nè. Mẹ con nấu biết súp lơ. À, con biết hả? Thế bây giờ con mẹ nấu cho con ăn nhá. Đây là thịt heo. Mẹ. Đây là đậu khuôn này, đậu hũ ấy. Đậu hũ. À, ngon chưa? Mẹ cho làm cho. Dạ. Đây rồi, để mẹ đập quả trứng vô nữa nha. Quả trứng vô chiên nữa thì mới ngon. Nè. Wow. Thích không? Thích. Cho thích không? Mẹ đánh đều lên đã, xong rồi chiên ăn cho nó ngon nhỉ. Mẹ đi không đi. À, hôm nay mẹ sẽ làm viên chiên. Mẹ lấy cái này mẹ làm viên chiên cho hai chị em ăn luôn nhỉ. Không làm theo bánh nữa mà làm viên chiên nhá. Tí thấy ngon mẹ không? À, mẹ chiên cho hai chị em ăn nhá. Dạ. Dầu nóng rồi đây. Cái này trên đây để tí nào mẹ vớt ra mẹ bỏ nhá. Mẹ chân buồn ngủ. Nhâm buồn ngủ hả? Tí nữa rồi ăn xong rồi đi ngủ nhá. Wow, những cái bánh thơm ngon. Mẹ chân buồn ngủ mà. Sao lại ông ăn? Mẹ làm bánh thơm ngon mà. Mẹ chân buồn ngủ. Ừ, chờ mẹ tí nhá. Tí nữa rồi. À, mẹ chiên xong rồi con không ăn thì con chơi với mẹ với em Ti. Nghe chưa? Dạ. Em Ti chờ mẹ đói bụng. Vâng rồi. Thế tôi giao biết kè. Biết kè. Em à, chị gấu thấy em Ti Ti có váy đẹp không? Hôm nay gấu cũng có váy đẹp mà Ti Ti cũng có váy đẹp nhỉ? Cho Ti Ti đâu à, không cho Ti Ti ạ. Váy của con Titi mặc đâu vừa đâu. Váy của con to ơi là to. Titi mặc không vừa được đâu. Mẹ làm thành những cái bánh thơm ngon cho hai chị em ăn nhá. Nhiều màu sắc chưa? Mẹ ơi. Dạ. Con mệt hả? Thế con chờ mẹ làm đồ ăn một tí rồi mẹ cho con đi ngủ nhá. Chua. Bây giờ nó chưa chín. Chờ một tí nữa là nó chín. Mẹ đưa mẹ con ngứa hả? Dạ. À, lại đi nè. Để mẹ xem nó được chưa, mẹ lấy cho hai chị em ăn nhá. Dạ. À, chín rồi. Nhiều nhiều cho hai chị em ăn luôn nha. Mẹ ăn no rồi. À, ngon ho ạ. À, ăn chua đi. Tí mẹ lấy thuốc con uống nhá. Được. Ngồi yên chờ mẹ một tí rồi tí mẹ lấy thuốc cho con uống. Nhiều quá. Thơm quá. Đó, để mẹ làm thêm một ít canh nữa nha. Đúng rồi, cái đấy gắp được đấy. Rồi cái này chín rồi, để mẹ lấy ra cho hai chị em ăn nha. Lần này là xong rồi đấy. Cái này gắp được. Đúng rồi, cái đấy gắp được. Nhưng mà cái đấy là chị ăn được đâu nha. Ừ. Trông ngon quá. Mẹ ngửi thấy mùi thơm nhiều lắm. Em gấu ngửi thấy mùi thơm không? Thơm. Không ăn. Ti Ti thấy ngon không? Thơm. Rồi, chờ mẹ để mẹ thổi cho nguội nha. Nô. Thổi cho nguội để ăn nào, gấu ngồi lên đi, ngồi lên nào. Mẹ cho nô. Mẹ sao đó? Hả? Mẹ cho nô. Để mẹ gọi cho nhá, thổi cho gấu với Ti Ti nào. Mày. No, no.
không ăn hả? Ăn đi đây, đây con cầm đấy. Cầm đấy để mẹ thổi cho Titi nha. Đây của Titi đây. Nguội đấy con ăn đi. Nó ăn đi. Nguội rồi để mẹ bẻ ra nhá. Wow, thấy ngon chưa? Mẹ để đây. À, ngon chưa? Con cầm con ăn cho mẹ nhá. Mẹ mời gấu, mẹ mời Titi. Mẹ ra. Titi thích không? Titi. Mẹ cho Titi miếng này. Titi miếng rồi. Gấu cũng cho kìa. Con đưa lên miệng Titi á. Mẹ chưa không ăn. À, Titi để mẹ cầm cho em ăn nhá. Này chị gấu cho này. Rồi, Titi ăn đi. Mẹ một ít nữa. Ngon quá. Con ăn đi. Con ngủ hả? Dạ. Con ăn xong mẹ cho con đi ngủ nhá. Mẹ cho con ngủ. Con ăn nhiều lên mới no bụng mới đi ngủ được. Con đừng có lè nhà để em này. Ăn no bụng mới đi ngủ được. Mẹ cho con ngủ. Con ăn đi. Ăn nhiều đang còn nhiều lắm nè. Con ăn no bụng mới đi ngủ được. Ăn cho ngon rồi để đi ngủ nhá. Chị có buồn ngủ không? Để ăn ngon đấy. Chị gấu cũng ăn giỏi. Ăn đi. Con thôi hả? Ừ.